Rồi chào chị Thảo nha. Đang làm gì á? Em đang làm gì chị Thảo? Chồng bông văn thôi. À, chồng bông Tết hả? Này cho em gắn ra cái mic để nói chuyện cho nó lớn coi. Ê, gũ mập chung đắng rồi, mập chung ngồi đắng rồi. Ừ. Chung. Bây giờ là chị đang trồng bông văn thọ hả? Dạ, đang đem mấy chậu về ghé xuống gì cái này xe dừa chưa có trộn. Đây là Tết là có bông mà dừa ha. Trời, chị vô mấy chậu rồi, đặng cho mấy gì sớm đi nữa kìa. Tại má chị thích văn thọ lắm, bà già thích văn thọ lắm. Ừ, bữa nay mặc đồ đẹp quá vậy chị Thảo? Ê, bộ gì đẹp quá trời, bộ đồ này. Trời ơi, bộ đồ này bộ đồ giống như bộ đồ gọi là đồ Tết thôi vậy nè. Cho cái đầu mày quỷ sứ ba đồ rồi thời xưa mà năm tình hồi đó. Chơi đủ gì có trái kìa nhở? Đủ có trái rồi, hết trái luôn kìa. Ừ, đủ có trái rồi kìa. 4 tháng mấy rồi đó. Rồi chị Hảo ơi, thông báo chị tin vui nè. Gì vui gì? Sau khi đăng tải chị Thảo lên đó, bạn bè đồ em út của chị Thảo biết chị Thảo quá trời luôn. Trời ơi, vui anh ám nó nữa chứ vui. Biết lâu không xài thông tin mạng rồi. Đúng rồi, bây giờ đừng có bạn ác không, bạn ác được không? Bây giờ người ta coi đó, ta nói là chị là người quen không mà, nói biết chị nhiều lắm. Rồi vậy là vui hả? Ừ. Vậy rồi khi ông ám nó nghe thì người ta thấy gì là vui á. Rồi còn có người kêu em á là hỏi là chị còn thiếu cái gì không để mà còn giúp thiếu cho chị. Còn thiếu tình thương. Tình thương ha. Ha, trời. Thiếu tình thương, em gái bởi vì lấy cái dao trong vỏ làm tỉa. Em nhỏ rồi, cái dao á. Lên dao. Em trai rồi tụi em xuống ăn sáng chưa? Rồi em ăn rồi hết rồi. Ê, có ghé ăn bún cá Kiên Giang chưa? Có ghé ăn cá Kiên Giang chưa? Thấy hành dễ thương không? Đứa nào mà đó, ăn mì ra đây đủ chưa nè không? Hành ớt gì lâu quế đủ mì chưa? Ừ. Đủ có mì gói chưa? Em trai, chị nào mà em ra, em cầm gói mì ra đây có miếng gà đây cái gì củi là thấy đủ chân không ớt nè ớt rồi ngò quế rồi giờ gì? Đứa nào đạp cây khóm đạp khóm chồng mấy tháng được gì á trời mẹ trái rồi trời ơi thật đau lòng quá đi ngựa bánh bèo đi chứ mai con đi bóng bóng rồi nó đạp nó đi coi coi con đạp ở cây gì em trai à em có ăn bún cá Kiên Giang chưa dạ có rồi. Ngon. Bây giờ trong đó có quấn quả hồng chưa? Chút chi kêu tên quấn vô mua cặp quỳ quế giùm chị coi. À. Chị với quấn là sao? Con quấn nó chơi với Hoàng Anh em chị á. À. Nhưng mà quấn nó thích cây kiểu để chị kêu tên nó vô. Kêu vô mua. Kêu tên vô đây mà mua ha. Cặp quỳ quế của chị ở bên Long Trại không anh? Ừ. Ông anh à. Tại vì tụi em thích làm mấy cái clip mà mấy người ở nước ngoài về đúng không quý vị? Dạ. Thì có hai chồng anh chị ở Mỹ về á. Anh ở đó sống ở làm nhà trọ. Bây giờ hôm bữa là có một cái người chị nhắn liên hệ với em là họ là muốn mua những cái vật dụng cho chị giống như dầu ăn, đường, sữa. Ôi chị có là đủ rồi, đừng khùng quá đừng. Thì đó gì. Rồi với lại em nói là chị không có nấu ăn, chị đâu có nấu ăn trong nhà đâu đúng không? Tại vì bây giờ chị, má mất nè, bây giờ chị đang đi lên xuống ở Sài Gòn đang làm giấy thủ tục bán cái căn nhà trên đó. Nên nghĩ nói bạn chị thắng kiều nha, thắng kiều Ivy and thắng kiều Ivy body ok. Mà mọi người thương chị vậy, quan tâm cái gì? Đúng rồi, thương lắm. Ôi gì vậy anh không ghét không? Ừ. Sao tôi sống có nhiều người thương mừng quá vậy ta. Có một người ghét tôi vậy, có nhiều người thương quá vậy. Nói là tự ăn tương mà mình chuẩn bị bán đồ chai thì má bệnh đó. Nên mọi đồ nó ăn cắp đồ chị quá trời luôn. Bây giờ nếu mà mua lại là mua cho chị cái nhà vệ sinh giùm cái đi. Làm cái nhà vệ sinh được rồi. Con tháo cái nhà vệ sinh đi luôn em. Ai vậy? Quang quá cưng. Quang hả cưng? Quang hả? Đúng rồi, Quang. Thì nhớ tên hay vậy? Quang nó gọi vô nãy gì á. Kìa cái điện thoại đó kìa. Quang Phạm á, Quang gọi á. Quang hả gì á? Có, Quang có gọi chi nữa. Vợ Quang gọi không ta? Vợ Quang. Nghe hả rồi, có ai? Mới xài điện thoại đây mấy ngày, sợ bọn ác luôn. Tí nghe hả cưng? Tí nghe hả? Đứng ruột có chị biết nó bán gì không? Nó bán bao cao su. Bao cao su núi lửa mà tao đâu xài bao cao su nội có đéo ai đâu mà xài. Trời lên chi mà nội. Cười nói chuyện vui em ơi. Em chị tỷ đang mấy đứa em chị nó lại quay nè, một chút nó lại trong trại của anh Thường đi quay cái cặp người quế. Tỷ bán lại cặp người quế đó chị mua trả mới có trăm mấy triệu còn thiếu nữa 80 triệu đó.
cái cặp Nguyệt Quế á, bây giờ chị đang ở ngoài quán nè. Mấy đứa em nó bây giờ có nghĩa là gì nè, mấy đứa đang quay quay phim để chút chị Lệ đặng quay cặp Nguyệt Quế. Mà chị kêu anh Hải Bánh vô với anh Tướng Quấn Hoa Hồng vô mua, hiểu không? Bây giờ chị nói là chị còn thiếu cái cặp Nguyệt Quế 80 triệu đó mà chị trả mới có trăm mấy à. Nguyệt Quế bự cho bá lửa luôn như cái tùng vậy đó. Bây giờ chạy 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 lên lại quán đi. Chạy lên quán đi lẹ đi. Nhấc ra xuống rồi. Bây giờ chị hỏi em nè, chiếc xe đó thằng đó nó nói nó cầm cho người ta là mình mua lại bao nhiêu? Rồi tiền của ông nội nó để lại đó, bởi giờ kêu nó đây, chạy lên nha, chạy lên ha. Chạy lên quán liền ha, mấy đứa em đang quay nè. Rồi hai chị em chạy qua bên nông trại qua anh cầm luôn ha. Không, kế bên mình nè, kế sát bên mình đó. Lẹ lên ha, ok. Chị nói là mình bán bao con thu núi lửa, nói gì đó, quảng cáo cho bán luôn bà nội. Tội nghiệp lắm, thằng em lính ruột, cái vợ nó đang có bầu. Nó báo tin với chị á, là người ta ăn cắp chiếc xe chị á, bây giờ người ta cầm chỗ đó đó, nó bán lên chỗ đó là 3,5 triệu. Thì chị nói á, mình chạy đây mình nói nó là tiền của ông nội nó để lại, nó cầm đã rồi, bây giờ người ta báo với mình, lẽ mình không chuột. Chiếc xe 50 của chị mà, em coi mấy đứa nó quay không? Giờ chị hỏi em này nha, giờ chị kêu Nguyễn Hoa Hồng vô với anh Hải, hai người đó người nào mua ha? Để coi đại ca chị có mua không nha. Cầm Nguyệt Quế đẹp dữ lắm em à, chị mua 200 mấy triệu á. Tại vì làm cây kiện với ông anh á. Dạ. Vậy chị hỏi em này nha, mình làm mình nói chuyện gì á, đâu có liên quan gì, mình đâu có xúc phạm tới ai đúng không em? Quay gì vậy, bỏ đây đi, là lặng lại lặng quay bên ông trại quên nha. Ý có người khen à. Em à, hai chồng cứ ăn gì chưa? Phạm quan. Ê chị chồng bông nhân thọ để chồng Tết đó nha. Trời ơi, chồng đồ bán Tết hả chị Thảo? Nó dặn thọ chồng đáng lẽ vừa nhận thọ đó để làm trước khi mẹ chị mất, chị làm gì nhận thọ đó mà không kịp. Cái gì dừa này mình mua hay là người ta cho? Sao dừa này của ông nội vậy, lời lắm cho mới sợ 40 ngàn bao quá mày, nó bắn nó chết. Ôi là trời, bữa nay lên đồ đẹp dữ trời. Trời trời, bản đồ tào lao gì nó đẹp. Hồi xưa mình thấy gì còn đẹp nữa. Mà chưa đẹp nữa ha. Em coi hành chồng dễ thương không? Dễ thương nhỏ. Hả? Hành dễ thương không? Ừ. Chị Thảo thì hàng ngày thì chăm sóc cái vườn. Đi muốn làm là để mình bán đồ chai lại là mình có rau củ sẵn rồi em không? Đến chừng nào mới bán đồ chai chị Thảo? Chị đang đi lên xuống Sài Gòn vừa làm giấy tờ đó rồi nó mất đồ đạc nè. Bây giờ 1-2 ngày nó xong rồi. Tại vì đang đợi người phiên dịch cho ổng á. Thì cái người bên phiên dịch là họ ăn 11 triệu rồi đó. Rồi tiền thuế 44 nữa là tổng cộng á, bán được 2 tỷ mấy đó là cuối cùng khúc giữa đi. Đầu đuôi bỏ qua bên đi. Còn 1 tỷ là 44 triệu, 46 triệu đó. Rồi tôi chơi tới bến luôn đó. Làm một dãy nhà trọ đây nè ha. Với nhà trọ trọng mà đủ rồi đó. Còn dư tiền vài trăm thì mua chiếc xe Jeep chạy được rồi. Rồi mua xe Jeep chạy luôn. Ôi thích chạy xe Jeep lắm. Jeep nhiêu tiền chị? Vài trăm triệu nhiêu, cỡ 200 mấy 300 mà. Mua ai lái? Trời, giỡn quá. Chị biết lái luôn hả? Giỡn quá em. Có bằng lái đó, chỉ có bằng B2 phải không? B2, B3 gì cho chạy kỹ năng đâu cần kỹ xảo. Dạ. Ủa chị giao cũ với quân đội rồi hồi xưa nấu ăn rồi, không lẽ nghĩ sao mà chị không biết lái xe Jeep trời. À, chị Thảo chồng mấy này chừng nữa có mấy anh em lại thăm chị có tặng rau rồi đem gì không? Hên xui rồi, đứa đẹp trai mới tặng. Đứa đẹp gái với đẹp trai mới tặng, tại mình chồng mình đẹp mà, đứa đâu xấu không tặng đâu. Mình đẹp phải không? Đi chồng bữa nay không đủ cho ta ăn nữa nè. Không có đâu, chị làm nhà trọ lên là chị em ở đông mà. Đúng không? Mấy mày là chị đây nè, bán cá rồi nhóc luôn kìa. Đặt camera đem ở trong nông trại ra bớt cái đi, trồng tới 3 cái nè. Camera trong nông trại tới 3 cái nữa hả? Đây là lúc trước chị nuôi vịt mà. Vịt nuôi gà. Hôm qua hôm kia gặp chị nhảy xuống mò tôm hả chị Thảo? Không phải, chị nhìn mấy cái lưới nó văng nó ăn cắp tôm với cá. Từ từ nha, mấy cái đầu bắp chị vậy, chị ươm nó dừng mấy mày nhóc. Chị mới cắt nữa vậy? Đâu có. Bắp có được. Bắp hả? Ôi trời, bốc chị chồng có ngò nữa kìa, kể cái ngò kìa, cái ngò kìa, cái này ngò gai á, cái đó là ngài go là ngò gai. Quá đó. Bên kia thì phải môn. Cái thứ môn vạt tình bật gì đó, nó mọc ở bên lề gọi là môn lề đó. Cái thứ vạt tình bật nghĩa là phải môn đó. Đúng rồi, thứ vạt tình ha. gọi môn bên lề đúng không? Thì môn mọc chính giữa là môn làng.
Môn làng với môn lề đúng không? Ờ, quyết định đi đi, bà nội đổi chú hô tao thôi. Thì nói chuyện phải suy nghĩ một chút mới được, mới hiểu. Nhưng khi tôi nói tôi không hiểu, sao tôi hiểu được. Ừ. Cúp giữa mới hiểu, đừng hiểu đầu, mệt lắm. Khó suy nghĩ chị... Nói chuyện vui má ơi, thiệt á. Đúng rồi. Không biết không coi đá đâu không? Ừ. Bởi vì có câu chuyện thì vui mới là. Trời. Ờ, bà Thấm có nhỏ nghe chưa ta, nghe vô nữa chưa ta? Chưa kể. Câu chuyện gì chị Thảo? Câu chuyện gì cái đứa đánh đề nhảy vô, nó có chuyện chúng hai ba lô. Ừ. Ôi trời, mấy cái sao dừa nó vô bụi, cái chừng vô bụi em nghe nghe tôi. Bộ đồ này sao mà không mấy bữa hổm sao tụi em không gặp chị bận vậy? Nhìn đẹp quá hả? Thì mình khùng quá mày ơi, không lẽ mỗi ngày tao bận ba bộ cho mày coi, ông nội, đội chứ cô. Ngày mình phải bận hai ba bộ mới được. Nhảnh quá, nhảnh quá. Để lại nói cho nghe nè. Uống sữa thì có đát, uống bia thì nhớ coi hạn nha, ông nội. Có cái ông già đó, ông 81 tuổi rồi. Ai? Thì tôi kể chuyện thiên hạ mà hỏi ai hoài à. Lỡ mà nói đúng tên ổng rồi trên mạng không thấy sao. Là ha. Cái này cái gì chị Thảo? Cái cao. Thì cái em biết sao, ổng dắt hai đứa gái cái đẹp vô nhà trọ, khách sạn gì đó quên rồi. Cái bà kia cũng dắt vô, hai chàng trai vô, bà cũng 81 tuổi luôn. Mà coi lại tuổi khai sinh thì đủ tuổi. Hai đứa gái kia đi với ông già thì 18 tuổi. Còn bà thì bà 81 luôn, bà đi với hai thanh niên cũng đủ tuổi luôn. Của thanh niên đủ 18 tuổi đó. Cái sáng cái bà đi ra, bà ca hát bà đi ra gì đó. Mà sao không thấy hàng kia ta. Rồi ông già ông đi ra. Ông đi với hai cô gái, ông đi ra rõ ràng vậy đó. Cũng ca hát luôn. Em biết tại sao mà thằng kia nó không đi ra được không? Hai thằng kia đó, lố tụi bay á. Nó trốn về ban đêm rồi. Ủa gì vậy em không có đáp nha? Không. Đáp sữa đó, sữa đáp đó. Vậy mà cũng đặt tên quan gì mà không hiểu gì chứ, quan làm quan kỳ vậy. Lâu chị Thảo. Sữa quá đáp đó em à, hiểu không? Cái chuyện tiêu lầm ha, vui. Chị Thảo hồi đó chắc cũng vui tính lắm ha chị Thảo. Bà nhậu thiếu gì hơi buồn á mà có, có rất là nhiều những người ở Gạch Giá Kiên Giang này nói chị Thảo ngày xưa là là một hoa khôi. Hoa khôi. Đó, là rất là đẹp luôn. Ừ. Thì bây giờ má gì bệnh rồi chị bị chẹo cuộc sống, thái quá cuộc sống mà. Thời gian vừa qua chị điều trị á, cái chị không đủ tiền, cái chị bỏ ngang không, chị nghỉ điều trị luôn, bị chẹo cuộc sống á. Là ngày xưa là chị Thảo rất là đẹp không chị Thảo? Thì bây giờ già thì đẹp già đi, để đi. Ừ. Là chị ốm mà ăn chay, mới ăn chay là mấy tháng nè. Ờ cái này cái gì đó. Có người bình luận nói ngày xưa là gia đình của chị bán niệm phải không chị Thảo? Bán niệm bên không chợ Nhà Lồng á. Ờ đúng rồi. Rồi chị lên thành phố sống mấy chục năm rồi. Rồi má bệnh rồi chị về đây ở. Thảo bây giờ còn giữ lại mấy tấm hình hồi trẻ không? Giữ chi trời. Giữ hình ảnh để cho người khác giữ đi. Tụi em coi đâu. Người khác giữ trong lòng được rồi. Ừ. Để cho người khác giữ hình ảnh. Giờ chị mập lên. Chị từ từ đi điều trị mà ngày mai đáng lẽ bữa nay chị đi qua bên bển chị chăm cứu á. Chăm cứu bên Đình Ông Nguyễn. Sáng giờ có ai thăm chị chưa chị Thảo? Thằng nhỏ rồi, thằng mập lệ rồi, hai thằng mập kìa. Hai thằng mập kìa. Hồng ca, Hồng ca phải không? Thầy kiếm chị kìa. Hồng ca phải không? Ờ ngày em tí á, thằng bán bao cao su núi lửa. Phụ nữ mà. Dạ hai trai. Phụ nữ. Vậy là hai bánh bèo á, hai bánh bèo á. Hai bánh bèo hả? Hai bánh bèo. Bánh bèo. Qua đây nè chị ơi. Xuống đây nè. Thảo ơi nè, chị Thảo đang đấy, trồng ơi. Bắp. Rồi chị muốn đi quay mấy cặp người quế của chị á, để mời sư huynh vô với quyến hoa hồng coi nó thích kiểu mấy quyến quyến hoa hồng á. Ta hỏi tao cứu hồn chứ mua giùm đây. Chị mua lúc đó 200 mấy rồi đó. Bắp này để dành nữa mình nấu nước sâm hết. Nấu sâm hết luôn. Nè chị đang chơi trồng thu lù kìa. Trời ơi. Nhiều lắm cây thu lù đang ở đình ông Nguyễn á. Ừ. Với cây thu lù đó. Cây thu lù đó mình đem ra đình là mình làm thuốc gì chị? Cái đó để mấy bác làm đi, nhưng mà cái đó phần đông người ta kêu là uống để chị bình khùng. Đâu rồi. Dạ em nhờ chị một chuyện này được không? Đấy. Chị kêu mấy con chim nó im rồi, ồn quá. Ờ có sao đâu, đó là thiên nhiên mà em, chim mà em điều khiển được nó gì chị chắc chị không đứng đây rồi đó. Chị không đứng đây đó, chim yến mà. Chim yến mà cái đó là biết gì không? Cái đó là cái máy của người ta mở lên để thấy đó. Vì mình gan quá mày làm nội tao rồi đó, gan dữ. Kìa có quả. Rồi. Ai vậy? Ai vậy? Hả? Mở ra mày, mở ra má, tôi biết má là ai luôn á thiệt. Mở ra. Ôi tí, 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 tí
Má mất rồi tụi ơi, má mất cũng gà rồi. Em bị trẹo cũng sống. Bạn rồi con cho anh chị. Không mất rồi em, em trẹo sống luôn mà. Đừng lo còn mấy ngày nữa em luật sư. Thôi bạn ơi, chị Thảo tôi kiếm rồi nha. Vô đây tôi mua bánh cho bà nè. Cho mua tù tí ơi, cho mua tù. Em ăn chay tí hả? Em mua đồ chay luôn, mua mì chay luôn nè. Tôi đi hay rồi. Nhớ tôi chưa? Biết rồi, xong mấy em bị mấy khùng điên vô. Đóng không đóng dây. Không đóng dây gì. Nó cho em còn sống mới sợ. Bây giờ nó chỉ nghe là bây giờ công an á điều tra ra hết rồi. Bà qua không? Đây nè, đừng có xin dạ. Đừng sợ gì chứ, đừng sợ. Bây giờ giờ là hai chị em rồi. Rồi. Gặp nhau rồi. Còn đất còn đó. Ông chạy, còn đất ổng ổng nặng đầu ổng xuống không cá. Còn đất đất trong ông chạy giống mà lôi. Còn đất trong á, em đứng tên đừng sợ. Không giả điên gì chứ. Bây giờ là hai chị em đi kiếm chỗ nào nói chuyện rồi cô chú anh chị ơi. Má mới mất mấy ngày tôi biết hả? Ai nói hay đâu, thấy bà đăng lên nè. Mà sao tôi biết chưa? Đăng lên này tôi tìm bà nè. Tội nghiệp tí trời. Trời ơi trời. Chỗ nhà đó chị. Trời ơi bạn bè cái này đi là đâu đó không gặp tí đó. Cái này là sao đó, chị Thảo? Bạn đang nói đúng ra là chị kêu bằng gì đó đúng không tí? À. Tại vì bạn của mẹ mà. Dạ 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 dạ. Xưa sinh chiến rồi. Hồi nãy nghe chị nói là nhờ xem clip là mới biết chị Thảo ở đây hết cho chị. Đúng rồi. Trời ơi thấy thương. Dừng ra cho tí. Trời ơi thấy thương quá. Mua đồ chai cho nè, nghe nó ăn chai phải không? Em mở em ăn cho trường tí. Lên đi hai ba lần rồi đó mà thấy đóng cửa. Tại vì em vô trong nông trại giống người ta ăn cắp cá với tôm á tí. Em làm lại từ hàng rào đồ nó lấy đồ hết trơn tí ơi. Tôi nghĩ tí giờ tôi biết chỗ hay đi. Cái hay vậy. Muốn khóc luôn rồi. Trời ơi. Biết lâu rồi. Em không gặp ai chứ. Bao năm mà mấy năm lâu rồi. Lâu lâu là khoảng bao lâu chị? Bị tai nạn thêm lần thứ hai đi, bị lần nữa, thêm lần nữa. Vô thăm. Chị cứ vô bình thường đi, tôi em không quay chị đâu. Dạ dạ, tôi em không quay chị đâu. Chị cứ vô bình thường đi. Cứ nói chuyện bình thường đi, quay chị Thảo thôi. Cảm ơn tí. Ôi hai chị em. Biết lâu rồi. Em không ra ngoài, em không gặp ai nữa. Dạ. Rồi cho chị. Trời ơi, chị em gặp nhau mừng quá. Sao tí đâu hai má mất hơn đi. Không có hai. Rồi bây giờ nào ăn cái gì thì ấy cho chị đi, chị mua đem lên, chị gần đây mà. Ôi tí không sao vấn đề đâu. Tại biết sao vừa vừa qua má bệnh rồi em cũng không có làm gì ra tiền đúng không? Rồi cái em nấu đồ chị ngồi lên la tị tùng kia tí. Rồi rồi rồi. Ngồi nước lấy ngồi nước. Tí là tí mập nó tí. Mập ra. Rồi mặt má mất hả tí? Má mất bao lâu rồi? Má mất năm này. Má mất bữa nay là đúng 3 tuần rồi tí. Dạ. Bữa nay tới chiều giờ là lên đó nói mà mất rồi mới đi tìm lại đi 3 lần này mới gặp đó. Dạ. Em sorry nha. Em không gặp tí được á, thời gian nhiều quá có nhiều nhiều việc nó thay đổi á mà em dạ. Không muốn ra ngoài xã hội, em muốn thầy điện thoại. Tối ngủ ở đây luôn hả? Vô đông chạy giống nè. Không chạy đâu nữa. Thì cái này là đất em thuê 4 triệu một tháng đó. Để mình bán buôn mình đem qua đây mình bán. Bán cái gì vậy? Có thấy bán cái gì đâu. Ủa em bông với trái cây đâu đằng chị bảy á, nắng hai cho em á, bông cút em lấy Sài Gòn về đi. Dạ. Lấy bán người gần chị, đó. Chị tên gì chị? Nguyệt. Chị Nguyệt ha. Thôi nói tên chị. Thôi nó nói tên. Thảo em biết, nhớ. Dạ. Nhớ cũng nhớ. Ủa em bị đâu? Là nhớ là khỏe rồi. Ủa hồi xưa chị nghĩ em bị khùng. Khùng điên gì đâu, tại vì là cho uống thuốc á. Dạ. Cho uống thuốc á. Dạ. Cũng như thời chinh chiến là gạch giá mà. Chị Thảo có rất là nhiều người, những người ở Sài Gòn muốn gặp chị đó chị. Quá tìm rồi. Tại con đi học chứ mà. Con của Thảo với anh Phú. Ủa em hỏi chị này, hồi xưa bạn bè dưới đây á, chị không nói về chảnh nha. Dạ. Chưa giờ bỏ bạn. Bạn bỏ tôi chứ tôi không còn bạn bây giờ. Bệnh cũng lên kiếm em, gặp nạn cũng lên á. Nhưng mà khi mình có những sự cố mình buồn á, thì chị không có muốn liên hệ với ai chứ không phải khổ đến mức mà ngồi là đường đâu. Tại tôi nó nghĩ gì với nó vậy đi kệ đó. Ai cái đóng vai nào tôi cũng đóng được chứ. Muốn đóng tôi vai khổ tôi không xin ai nha. Hỏi cái bữa hỏi mấy chị ở Hà Tiên xuống là cho em 120 mấy triệu em không lấy đó. Em nói là má bệnh, má mất rồi lấy gì. Ta kêu cho tiền để má chị bệnh. Má mình vừa chết là mấy chị đó xuống đây cho. Mấy chị đó hồi xưa là làm bên hải sản á. Lúc đó em làm Hà Tiên á, tôi mua mấy ghẹ, thịt ghẹ đó. Thì người ta mới... Em vô trong nông trại em nấu tí. Tại vì ở đây mấy bữa ta làm đồ chay, em cho từ thiện mấy bữa. Đem vô. Với lại em nói cho nha. Bây giờ đó, mình không có đi sâu về vấn đề đó, mình nói chuyện tình cảm đó, ở ngoài thôi. Để vấn đề đó là pháp luật xử lý ông. Đúng không tí? Mà em có đủ bằng chứng hết trơn rồi. Ông làm gì á thì ông tự biết. Mà em nói cho tí nghe, mình không phải là mình lên đây mình xin gì dân tí biết bao nhiêu đồ của em để rồi. Tí lấy biết cái máy phát điện rồi để em làm đồ chai được rồi mình mới có điện mình sấy rau củ. Nè tháo luôn cái cửa này luôn rồi tí, tháo hết rồi đó. Rồi bếp nút tùm lum hết trơn, đủ thứ hết. Chứ em không phải là mình thiếu hụt gì mà tại trong thời gian vừa qua em cũng bị trẹo cuộc sống á. Thấy quá cuộc sống á, rồi má cũng bệnh y chang vậy luôn á. Cái em mới đem thuốc đồ nước Nam qua Bình Định Nguyễn rồi đó.
nên bển rồi má cũng bệnh, rồi cho mướn nhà trên thành phố được 7 triệu một tháng, một căn chung cư đó thôi. Ờ 4 triệu thì mình bán đồ được mà, em bán trái cây rồi này kia với sĩ đặng á. Xích đặng đấy à. Ờ rồi mấy ngày nay em bệnh đi tới lui lên thành phố để điều trị lại, tại em khiêng mấy cái khiêng đồ nặng đó thôi. Thì em dẹp mấy cái dáng nặng nặng đó, ngày nay em đau lại đó thôi, đi chẹo cuộc sống. Thôi đừng có làm nữa, giờ đi về nhà đi. Thôi đâu có gì đâu vậy. Ủa mình chẹo cuộc sống thôi, chứ nổ lòi ba sườn ra thì mình xào chua ngọt có gì đâu. Để không biết em cầm sạn còn giỏi hơn, thôi cầm cái khác. Mình cũng hay quá, chi tiền hay quá. Mà em nói tí nghe không sao đâu. Bây giờ trên thành phố thấy vô Bình Luận nhóc á. À đúng rồi. Tìm em à. Tìm em thì như thế tìm chim. Chim bay biển Bắc thì em tìm biển Nam. Bây giờ có muốn cần mua gì ăn gì không? Nó em không sao đâu, em không sao, đừng suy nghĩ gì hết á. Em không chạy trong á, em chỉ cần bước đầu những lòng á. Chụm vô tô mì ăn được đó gì nha. Ăn chay mà. Chay đi. Mà em thấy kêu ê bỏ đi. Thêm myself, ok. Cảm ơn mọi người đã nhớ em á. Mấy năm rồi. Nhớ nhiều lắm, nhiều người nhớ chị lắm. Em không muốn gặp ai, tại đang hiếp em á. Không muốn hiếp em đó thấy. Ông đánh em á, tạo hình ảnh như em cùng điên vậy đó. Nhưng mà đâu có hồn. Nhớ hết mà không sao vậy. Em làm gì, phải không quên nhớ gì, tại họ thích nghĩ gì, họ nghĩ đi. Làm cho em bị mang tai tiếng bao nhiêu em nói, tai biến, tai tiếng thì cũng không sợ chứ. Em nhuộm màu xám khói á. Em làm tóc mà. Cái em nói đi nha. Bây giờ á, má mất rồi em đông khe nha. Trước á, ông tối ngày ông cứ nói mà chửi. Tỉ biết không, cái bữa má mới mất á, cái em với anh Vũ á, nếu mà có tiền bữa hổm chắc vô thuốc cho má. Má không chết đâu. Hai chị em điều trị cho má được mười mấy ngày rồi. Cái ông anh ông hứa cho mượn 20 triệu. Tại vì em bán nhà trên phố được 2 tỷ mấy á. 2 tỷ là 2, 2 tỷ là 2. Phổ sách nữa nè ha. Em đọc sách đi. Đọc sách gì vậy? Cái tỉ biết không, cái ông anh nó hứa cho mượn 20 triệu để vô thuốc, tại vì một chai mấy triệu luôn mà người ta kêu vô thuốc. Không, số rồi của Hương ở thành phố á, em bảo vệ giữ tòa nhà cho nó. Thì em cho mượn cái căn nhà đó mấy năm nay nuôi má mà, đâu có tiền đâu. Thì đặt giặt ai đặt gì em nói đó, tất nhiên mấy ngân hàng với em nó đặt cho tiền. Với lại ai nhậu một tiệc rồi kia hỏi sư tỷ chị làm đồ ăn hơi bị ngon á, ngon lắm nha. Chị làm đồ ăn ngon, tại chị làm bằng tình yêu thương mà không ngon. Rượu gừng, rượu tỏi, rượu nghệ, rượu xả rồi đó, nấu ngon lắm. Rồi chỉ mình lấy bằng nước dừa xiêm. Chị mua đồ mì chay lên cho em nè. Tí à, em cảm ơn mọi người, tội nghiệp quá. Chừng nào có ấy gì chị ở đây, chị gần, chị chạy lên, chị đem lên đồ lên cho em cho. Mua đồ lên cho em. Em không sao mà, không sao đâu. Chị chở về nhà chị ở, chịu không? Nó no, nhà em có mà, chị sao vậy? Em ở đây sát bên bà sư tỷ em kìa. Bà làm nhà, cái mà hai ba người, bà mấy bà già ở đây, mấy bà anh già ở đây. Tí em ở đây nửa năm mình chỉ lo gì. Không ai mới hay mà nông chạy quẹo đây gần xỉu đây tí gần chịu rồi. Em nuôi tôm càng rồi dưới rồi cái chạy xuống dưới kiểm tra, tại lúc họ má bệnh á cái em không có coi á, tôm càng luôn, tôm càng thu rồi mà bữa nay được nhiêu rồi, bữa nay được gì nè, nó có càng rồi đó, cái nó đặt lú rồi em lặn lặn xuống rồi em lấy lưới lên nữa, cái chạy vô coi rồi mà tỷ tỷ bị gì tỷ hồi xuống tỷ tỷ bị gì vậy tỷ nghĩ tỷ nghĩ em giống loại người nó giống chạy của chị rồi đó, đâu có lấy giấc 2.300 mét em mua có chị Nguyễn Thúy Nguyên đội trưởng công an tỉnh bên số 28 mặt chi á. Bây giờ là cần phải xác minh lại. Xác minh chi? Trời ơi, ở đây hàng hiệu nha, hồi xưa giờ nói có mới nói nha. Còn ai xộn lào thì biết tránh rác. Ok đi, em đi ra ngoài, em quay cho em mình quê. Cái hồi như chỗ em mò có không? Không phải, đây người ta đặt lú mình cũng tào lao. Ra ngoài đó đặng quay cái cặp người quế. Người quế ha, rồi giờ đi quay cặp người quế ha. Mấy trăm triệu người ta đừng lo. Rồi, mấy trăm triệu. Cái cặp người quế của anh Thần đây nè, em mua em mới đưa 100 mấy nha. Em vô làm cái kiện á. Tỷ à, Thánh Kiều tỷ à. Rồi, Thánh Kiều. Hôm nay chị Hảo dẫn tụi em đi đâu nè? Cái này là nông trại của sư huynh tỷ. Ừ. Là ổng, hai chồng ổng ở Mỹ về. Thì ổng thì bên tay phải của đường ngã ba Lạc Hồng với gì quên rồi. Lạc Hồng với gì đường nãy, Cao Xuyên Á đó. Dạ. Thì ổng bên tay phải, thì bên trái gặp nhau cuối đường ở đây. Chị mua cặp quế này định làm cái hôm xây ở bên nông trại thì đó. Thì lúc đó chị bị tai nạn cho nên chị ngưng lại không có làm tiếp tục, thì chị mới để gửi cặp người quế đây, và trong lúc thời gian đó thì chị còn thiếu là 80 triệu cặp này đó. Bây giờ chị bán cặp này lại lỗ 30 triệu á, nếu mà quấn với anh Hải vô mua giúp em đi thì tự phí vận chuyển hai người tự lo nha, đẹp lắm đó, dễ thương lắm đó. Đây là bây giờ là chị Hảo là kêu gọi tên
anh Hải Bánh với lại anh Quấn Hoa Hồng mua phải không? Thì hai người đó phái cây kiển mà, với lại ông có tiền mua mà. À. Thằng để cho hỏi cái Vinh rồi bỏ cái kia đâu, cái này phải không? Đúng rồi, đây thằng em quay đi, quay từ ngoài vô đi, em kiểm tra giùm cho coi có quảng cáo giùm chị Mai được không? Đó đây quế nè, góc nào đó rồi Vinh, góc nào đó rồi, đâu rồi Vinh, đâu rồi một cặp thôi này, bên ngoài này một cây nè, đâu cái nào đâu xưa anh tỷ á, hai chồng ông ở Mỹ về. Ừ. Rồi ảnh ba mở tiệm cơm Việt Hương Việt ở đường 32 á, xong cái ông buồn á, cái ông mất cây kiển, cái ông về đây ông trồng cây nè. Đây. Ủa, đây tới 4,000 mấy trăm mét luôn. Ôi chị Thảo mà sở hữu hai cây này là cũng dữ dằn lắm mà. Thì hai anh em làm cây kiển bán mà, nhưng mà chị thích cặp này. Quá bự rồi chị Thảo ơi. Cặp này đẹp lắm. Ừ. Gốc quá bự ha. Nhưng mà khi mà phí vận chuyển nói nếu hai người đó mua, hàng hiệu mua được thì tự trả tiền phí vận chuyển. Nói chung bây giờ ai muốn mua thì lại liên hệ với chị Thảo. Rồi phí vận chuyển thì tự chịu đúng không chị Thảo? Tại vì giờ lỗ 30 triệu rồi đó, chị mua lúc đó chị là làm hôm xây. Chị bán là mấy cây nguyệt quế. Hai cây, một cặp nguyệt quế lên lớn á. Cây nào chứ cây nào? Với lại anh của chị thì bán mai. Mấy anh em làm mai bán à. Chứ rồi không có ý em nói là đây, cây này với cây ngoài đó đó. Cây nãy ha. Là chị bán một cặp nhiêu? Chị nếu mà đúng hàng hiệu của tôi mua tự ra phí vận chuyển nha, tại hai anh em cũng lỗ nhiều vô cây này đó. Bán 220 triệu. Cây này với cây ngoài đó đó. Là 220 triệu. Một cặp 220 triệu. Tại biết sao không? Vừa rồi hai anh em làm nuôi gà đá, gà Mỹ á, cái bị dịch cúm chết biết nhiêu luôn rồi. Ừ. Bây giờ chị cần tiền để làm công việc, chị bán 220 triệu thôi. Bây giờ chị sẵn chị kêu tên luôn đi. Kêu tên đi. Quá Hồng đẹp trai vô mua giùm chị nghe, với ông Hải Bánh mua cặp này á, nếu hai người này mua thì tự ra phí vận chuyển. Ừ. Hai anh em cũng đang cần kinh phí để làm việc để Tết rồi. Ừ. Đi ra ngoài này coi nè. Chị Thảo vợ của anh Cơ hả chị Thảo? Chị vợ chị là mướn ổng, mướn chị đẻ thôi, đẻ mướn cho ổng á. À, chị Thảo là vợ trên cơ quân mười nha. À. Mà mấy cây kiển bán giùm chị vài cây, chút đứa nào rảnh mua giùm xuân điện cây, hai cây mở hàng siêu tỷ bạn già thì á. Dạ. Đấy nha bạn già, bộ bà tưởng mà tấm bạc, tôi cũng bạc hết, bạc hơn luôn. Đừng quay ơi em cho đẹp mà, bà đẹp chưa? Rồi mình ra mình giới thiệu cái cây của chị đi chị. Nè cặp nguyệt quế này. Tại thì xui đóng giữ ở đây. Chứ không thôi bán cho người ta uổng quá. Hai cây này chị còn thiếu 8 triệu rồi. Nghe là chị Thảo. À? Chị đừng có chạy tới chạy lui hoài hồi nhất. Đây. Nè bây giờ cặp này nè. Cây này nó bự hơn cây kia à. Nó tại vì em thấy gì thôi á, chứ em ra cái tàn rồi là nó đẹp gì luôn á. Ừ đó. Rồi đứng người ra đi rồi. Chị giới thiệu đi. Đây là cặp nguyệt quế của tôi á, định làm hôm xây á, cho nên lúc thời gian vừa qua cái má bệnh rồi mình cũng cần kinh phí, cho nên mình bán lại để làm thêm mấy căn nhà ở trên ao cá đó, trên nông trại gì á. Tức là một cặp là 220 triệu ha. Chị bán 220 là lỗ 30 triệu đó. Hồi xưa là tới 250 luôn ha. Không phải hồi xưa vậy chứ, thì nói gì là hiểu đó. Ai chơi nguyệt quế là biết rồi đó. Cặp này mà bán nó thẳng thắm 400-500 triệu luôn đó cặp này. Tại chị mua ngay giường á. Ừ. Tại chị làm hôm xây mà. Ừ. Rồi còn một số cây nữa là của anh chị, hai anh em làm mai bán đó. Ừ. Thì còn nhiều gốc mai á, mày bắt ngay cây nào của ổng thì của ổng, còn của chị thôi. Ừ. Cái mai đó giờ không biết cây nào nhưng mà bán được thì hai anh em cũng làm kinh phí. Bên đó em cũng thấy có cây nữa đó ha. Cái đó để ổng dễ gì bán cái đó. Cái cây đó là dễ gì bán ha. Ngã vô không, nó đẹp luôn. Dạ. Cây hết chị. Cây này quá bự. Em mà em có biết mình ra nguyệt quế á, ban đêm á vô phân như vừa lại á. Ban đêm thơm. Nó rất là ngọt nè. Mùi quế với qua lại á, mùi quế bự á chị à. Mình có nhiều cây lắm, thích cái nào ổng đào liền à, đừng nữa. Đẹp lắm. Ở đây là nguyên một cái khu gần cây luôn. Chị Hồng. Có nghĩa là hai anh em thời chiến chiến á. Bạn già mà thì bạn già xưa bạn vợ anh bạn có thị. Đó bà dễ thương, bà trồng cây rồi kia chị qua chị lấy hoài ơi. Lấy xin mấy cái bông súng rồi kia giờ trồng vậy. Chút lấy bông súng nữa nè. Cây này là cây gì bự dữ ta? Cây châm hả? Biết cây gì nữa nè. Châm gì á. Cây xài rồi này kia chứ, nhiều. Nhưng mà phần đông là anh bán mai. Cây mai á với bưởi rồi đó. Cái gốc bưởi. Này gốc to không nè. Đẹp lắm, anh là cây đẹp lắm đó. Có ai bạn già có ai ủng hộ mình cặp mình kêu đúng hai người đó nha. Tại thấy Quấn nó hơi giàu à. Quấn Hoa Hồng vô đây mua giùm tỷ cặp nguyệt quế ơi Quấn ơi. Đó. Hoàng Anh hot boy, mày vô mày chia sẻ cho Quấn mua giùm tỷ ơi. Hồng Hoàng Anh hot boy xong chỗ đâu. Đó. Hay là kêu Trấn Thành mua giùm tỷ ơi. Tướng Hưng ta, Tướng Hưng ơi. Đó. Tướng Hưng Nhật Kim Anh cô mợ ba mà Thảo kêu còn là
đại gia không đó. Ủa mấy đứa nó mới mua được chứ. Ê, anh Hải quên, xin lỗi, còn mấy đứa quá bự nè. Đẹp lắm, người quê đẹp lắm. Bây giờ mình cắt á, mình cắt tỉa xong xuôi cái mình vô phân lên, bắt đầu tết là đẹp lắm á, có thơm lắm. Mà phí vận chuyển á có thể thương lượng xíu. Tại vì xưa nó cũng đang cần kinh phí để làm vườn lên cho đẹp tết bán mà em. Bây giờ em trai đứa nào rảnh rảnh móc ra vài triệu mua một hai cây mai nhỏ nhỏ thì Minh có cái nào có 1-2 triệu mua mai á. Rồi tụi em đâu có tiền đâu mua. Chưa đá bây giờ. Tụi em đâu có tiền. Bây giờ em kêu đúng tên bún hoa hồng nè, anh Hai Bánh nè. Với lại Tướng Hưng. Tướng Hưng mua giùm tỷ cặp này ơi, chị vợ anh Cơ quận 10 nè, Tướng Hưng ơi. Với lại cô bé Nhật Kim Anh, nhớ ngày nào qua lì xì cho con chị không? Kim Anh đóng nhà M2 phải không? Ừ. M2 M3 thôi. M3 đúng rồi, M3. Nhật Kim Anh vô mua giùm chị cặp Nguyệt Quế ơi. Thả xuống ngôi biệt thự là hơi đẹp đó nha. Với lại có nhiều gốc đẹp lắm á. Dạ. Còn cái này cây seri nè, cây seri nè. Cái nào cũng bán nha. Cầm. Hy vọng là những cái video của mấy anh em đăng lên sẽ tới tay được anh Quấn Hoa Hồng với chú Hải Bánh rồi với Nhật Kim Anh. Nhật Kim Anh ơi, Nguyệt Quế thơm lắm cưng ơi. Sẽ liên hệ với chị Thảo để mà hồi mua. Xưa, hồi thời dinh chiến ngược xuôi á, em gái qua giúp ông hồi thì bây giờ em kêu đúng, chị kêu đúng tên anh Hải Bánh á. Tụi em đi theo chị hồi em cũng mệt. Tại vì cho em quay mấy gốc cây nè, em đâu có nghĩa là mua cây thì chị phải lại chị chỉ mấy gốc cây. Nhưng mà em quay xa xa gì mới đẹp chứ. Quay gì mới đẹp. Quay gì. Người ta mới thấy được cái gốc nó bự. Có nghĩa là khi mà em quay gì cái cảnh cây đó thì cây nào người ta thích thì mình bán gì đó. Mà trước tiên là đẩy giùm chị cặp Nguyệt Quế đi lại để hai anh em có kinh phí. Bây giờ cặp đó chỉ còn thiếu không có 80 triệu à. 80 rồi. Vậy là bán 220 là trả 80 đó ha. No, chị trả anh đó. Có nghĩa là 250 đó, giờ chị còn thiếu anh đúng 80 nữa thôi à. Mà chị bán gì là chị lỗ 30 triệu đó. 30 triệu đó là chị bớt cho ai mua để vận chuyển á, vận chuyển á, tại nếu mà vận chuyển ra Hà Nội thì mấy chục triệu luôn đó. Dạ. Còn nếu mà Tướng Hưng mua hay là Tướng Hưng biết á, đó có đi chung với anh Ngọc Sơn rồi với anh Cơ đi vô quán bar chơi, chị nhớ Tướng Hưng nó đẹp trai mà người quê đẹp, Tướng Hưng ơi vô mua giùm chị Hưng. Với lại chị nghĩ chắc là Quấn mua đó, Quấn thích cây kiển lắm đó. Với lại nó hơi bị đẹp trai đó, mua giùm chị Hưng ơi. Tướng Hưng Quấn Hoa Hồng. Vậy em giúp chị nha. Gửi lời rồi tụi em sẽ đăng lên thì sẽ nhiều người sẽ biết đến. Không, bây giờ chị kêu đúng Quấn Hoa Hồng với ông Hai Bánh á. Rồi vậy hai người đó ha. Đúng hàng hiệu đó, đúng hàng hiệu tôi bán. Còn nếu mà nó mua vậy thì nó tự vận chuyển, phí vận chuyển. Tại vì lỗ 30 đó là giảm bớt tiền phí vận chuyển á. Đẹp lắm mà cái cặp đó giờ bán ra 400-500 triệu đó nha, cặp đó đẹp lắm á. Bởi vì mình đẹp mình khổ thiệt. Đẹp khổ quá ha chị Hảo. Tại sao ổng về đây, ông ở đây mấy năm, mười mấy năm.